Hi, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh video xem nha. Hôm nay mình sẽ làm về xăng full S10 sứ giả thời gian cùng với skin tối tinh của nó nha mọi người ơi. Và cũng may mắn cho mọi người và tất cả chúng ta, đó chính là skin này đã được khôi phục màu sắc gốc bên WeWe Speed Mobile, nên mọi người không cần quá là lo lắng nha. Ở đây là cái trailer khi mà mình vào xưởng xăng full nha mọi người ơi. Và anh em sẽ có thể thấy là skin S10 đưa vào đây luôn, khoảng tầm 500 pin, khoảng tầm 502 pin đổ lại thôi là mình nghĩ là ra đó, khoảng tầm đó nha anh em, nếu mà anh em có ý định săn full skin nha. Và cũng có người săn khoảng 150, có người 250 đã ra luôn mọi người à. Ra xe thôi cũng muốn săn skin thì full nha, mà tôi thấy là nếu mà ra xe rồi anh em đừng có săn skin phía sau anh em, thì để cái skin đợt sau nó ra anh em mua luôn cho nó khỏe, nó gọn hơn nha. Đây, và chúng ta bắt đầu săn nha. 419 pin vàng và 92 pin xanh để coi như thế nào nha. Cái pin xanh này anh em lấy từ sự kiện ra hết nha, cũng hên luôn á anh em à. Rất là cảm ơn ông Đức rất là nhiều, Trần Trung Đức rất là nhiều đã tài trợ chương trình, tài trợ làm video ngày hôm nay, và mình đã rất là biết ơn ông. Ông Lát thì trưa này mình sẽ săn và bạn kia luôn nha. Trời ơi hên quá mọi người ơi, có à để săn full là hên rồi đó, chứ giờ người ta săn xe thôi, không có săn skin. Như skin nó chưa có được đưa vào đổi nút màu bàn phím mọi người à. Cái gì mình sẽ kiếm sao. Nhưng mà quan trọng là skin này đã được khôi phục màu là mình vui rồi. Anh em thay vì săn 9 vạch, 9 pin 9 pin một lần thì bây giờ là 45 pin luôn. Nó nhanh, rất là gọn luôn. Đó, chưa gì vĩnh viễn rồi. Chưa gì vĩnh viễn mọi người à. Hên vãi. 400 mấy pin ta, để mình coi, để mình coi. Hình như là khoảng 400 pin, 308 pin là ra mọi người. Mọi người có thể tính lại giúp mình nha, tính lại giúp mình từ đầu cho đến ra xe này vĩnh viễn gốc nha. Anh em săn full này, nếu mà anh em muốn săn skin luôn á, anh em phải bỏ ra thêm. À, để coi nha, chua nha. Tôi đang nhử từ từ ra nè. Skin cuối khá là chua, thật sự rất là chua luôn. Coi săn xe không khác gì mình coi giải à, nín thở luôn, tôi phải thật sự là nín thở luôn. Chắc là căng mọi người, để tôi ra tôi nhận thêm 5 bạch nha, 5 pin xanh nữa nè. Ra sự kiện kia nhận tiếp, bây giờ là mua không có luôn. Chua, mua là mua full hết rồi. Đây, tôi nhận từ sự kiện đăng nhập có nha. Anh em ơi, bây giờ mình chưa có nút màu thay đổi bàn phím màu sắc gì cả, nhưng mà mình quan trọng là skin nó khôi phục màu mọi người à. Skin khôi phục màu sắc mọi người ơi, nếu mà mọi người không mở đồ họa lên vẫn ngon nha, vẫn đẹp luôn nha. Đó, y chang bên WeWe, không hề bị cắt giảm hiệu ứng gì cả nha. Và những cái thời điểm mà mình test trước ngày ra mắt là ngày 24/25 thì mình thấy cái skin á nó bị lỗi, hay là chỉ là cái bản test trước khi ra mắt thôi, không ngờ là có thể thay đổi cái hình dạng màu sắc như thế này. Trời ơi vui quá mọi người ơi. Đây là mình đang theo cái nhánh chip luôn nha, chính xác luôn nha. Thì mình tính cho là 92 pin xanh, thêm 5 pin nữa, nhưng mà phải trừ ra 32 pin cuối ra, 517 pin tổng trừ ra là 514 pin ra rồi. Ngon quá. Là cái skin 18 mình đi châu đầu, nếu không cần phải lắng cắn thì có nên săn hay không nữa rồi, quá ngon rồi. Cái điều quan trọng nhất là skin này đã khôi phục hoàn toàn rồi. Để mình coi là mở cái tiếng game to nó có cái hiệu ứng hay là tiếng động cơ hay không, để mình coi nha. Hình như là từ cái lúc mình test tới giờ là giữ nguyên cái hiệu ứng tiếng xe nha mọi người. Điều mà băng phách hay là những con xe tơi dạo gần đây bị lỗi không nghe tiếng. Để mình coi là sau khi mình làm video này, mình qua làm so sánh với 8 còn ngon không, để mình coi nha, coi là bên băng phách nó có phích được cái tiếng xe trở lại hay không đây. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh em chạy S10 chắc chắn là có tiếng xe. Nếu mà anh em săn hai vạch đầu thì nó cho khoảng 10 ngày đó, anh em ráng săn nha. 18 pin lần ra được hai vạch rồi, ra được 10 ngày anh em test có nên săn hay không nha. Nên là toàn server đã được săn chính thức rồi, không có gì để lăn cắn gì cả anh em. Đây là mình chưa có mở đồ ngoại lên, nhưng mà sẽ
xe gốc mà chuyển qua cái màu vàng như này rất là đẹp luôn. Đây là cái con xe A giải đầu tiên có một cái tia lửa dài như là con xe tơi đây. Xe tơi nhiều con không có dài như thế này luôn, rất là dài luôn. À, từ cái khoảng cách màn hình, từ cái góc ở bên dưới mà anh em nhìn lên xe là nó dài hơn luôn. À, này nhiều tuyển thủ chạy lắm nha, búp nè, rồi cả quan luôn. À, này là thương hiệu của ông Trần Trung Đức rồi. Đây là skin tím nè. Mình chưa mở đồ họa nha mọi người, mình chưa mở cái đồ họa lên nha. Nó có hai dạng nha. Đó, có khi là nó sẽ bắn hai cái bô trên, có khi là không bắn hai bô trên mà bô dưới luôn. Mọi người thấy không? Ảo vậy á. Đó. Ban đầu chưa có mà từ bình thứ hai cho bên sau là nó có một cái hiệu ứng rất là đẹp ở trên. Đó, có khi là nó mắc, có khi là nó có. Không phải là do lỗi đâu, nghĩa là do xe á. Theo thiết kế đó. Vẫn như thường lệ thì mình ra video sớm còn server trên nền tảng YouTube, xong rồi mình qua top mình đăng đó. 12 giờ trưa nha mọi người, vô mà là mình săn luôn nha. Mình chờ 50 phút vào, mọi người vào là mình săn luôn. Mình có hai hàng để săn luôn rồi, hàng đầu khoảng gần 500 pin, 493.94 đó, còn cái ông lát thì khoảng hơn 500, khoảng 530 vậy đó. Nghĩ à ông lát ra trước á, không biết à ông kia hơn hay không đây. Để coi là trưa nay săn như thế nào. Nhưng mà trên đây là tôi thấy hên rồi đó. Mất công ông Trần Trung Đất là ông lại nạp thêm kim cương để săn. Đó còn trăm mấy viên kim cương đó. Rồi hồi hộp lắm mọi người ơi. Lúc trước săn T3 không ra skin buồn quá. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.